Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ đọc Trốn ở đâu nào trình độ 2. Mình sẽ đọc nha. Tê giác vốn tính nhút nhát, chỉ lủi thủi bên hồ. Tắc kè thấy vậy liền rủ bạn bè đến trêu chọc. Tê giác ơi tê giác, cậu chơi trốn tìm với bạn mình nhé. Mình tù xì phân vai nào. Chân tê giác vốn hình tròn nên chỉ ra được cái bao. Mùa thú biết tổng thế, bèn hùa nhau ra cái kéo. Tê giác đành chịu phạt. Cả bọn tả ra trốn, chúng xôn xao hỏi nhau. Bây giờ núp ở đâu để tê giác không tìm được. Tê giác nhắm mắt nhẩm 5, 10. Rồi 15, đếm đến hết 100, tê giác mở mắt ra, các bạn đâu hết cả, bây giờ tìm thế nào? Các bạn đúng thật đấy ạ. Khỉ tót ngay lên cành cây bên trái, tê giác khoái chí, cậu có cái đuôi dài, tớ thấy ngay rồi đấy, sau vội rúc ngay vào hốc cây phía bên phải. Tê giác lại mỉm cười, sắp ơi, tớ thấy đuôi xù lộ ra kìa. Thỏ hoảng quá, cuống quýt núp ngay vào trong hang. Bên ngoài nhím loay hoay, hái hoa để cải trang thành bụi cỏ. Tê giác tinh mắt phát hiện ngay, a ha, nhím và thỏ, sao các bạn trốn dễ tìm thế. Ốc sên chậm chạp núp dưới chiếc lá nhỏ, vẹt đỏ tự tin trốn ngay trên cây. Tê giác đều tìm ra cả. Hươu ngốc nghếch trốn giữa đám cây khô, gấu khổng lồ thì lúp xúp trốn sau tảng đá. Tê giác cười khoái trá, nhìn vào lá là tìm thấy các cậu ngay. Rùa giúp mình vào mai, vờ làm hòn đá, ếch thì vội ẩn mình trong bụi cây rồi đối diện. Thế mà tê giác tinh mắt cũng tìm ra được hết. Chỉ còn mỗi tắc kè trốn đâu mà khéo thế. Tê giác tìm mãi không ra, muông thú thi nhau nhỏ to. Tê giác phen này khổ rồi. Đi tìm khắp nơi, tê giác đã rời cả chân, cậu thấm mệt, bèn quay về hồ ngồi nghỉ. Tê giác ngồi phịch xuống ấm ức, tớ chẳng cần ai giúp đâu, tắc kè trốn giỏi lắm, nhưng tớ sẽ tìm được thôi. Thế rồi tê giác ủ rũ cúi xuống nhìn dòng nữa, bỗng cậu reo lên, tớ thấy tắc kè rồi. Tắc kè cười trừ, tớ núp ngay trên cái sừng của cậu. Đó đâu phải là ý tưởng tồi. Tê giác khúc khích cười, đến lượt tớ đi trốn, còn các cậu đi tìm. Tớ biết phải trốn ở đâu rồi, trốn ở đây. Kể cả có người tinh mắt như nào vẫn không thể nào tìm được. Đúng là tê giác không tìm được giỏi, nhưng mà trốn lại giỏi nữa. Cả hai cái đều giỏi thì mới là xuất sắc. 100 điểm. Bye bye nha các bạn.